Thế từ 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 bắt đầu căng cái này, cái vòng bon nó bao phủ cả sàn đấu ở đây. Nó bắt đầu thu hẹp này. Ui, toang toang cực mạnh, toang cực mạnh. Ê, bon nó phép rồi. Chết tật. Hello, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của Mel Pel. Hôm nay là mình cùng các thành viên của Good Team sẽ tham gia một con map cực kỳ thú vị luôn. Đây là một con map mình mới khám phá được trên thư viện mini các bạn nhá. ID map này thì mình sẽ để ở phần bình luận game các bạn. No. Hiện tại thì có Thịnh Tú này, có anh Ro này. Anh Ro không béo và một người cực kỳ đặc biệt. Đúng rồi, chị Camu rồi. Hú lên cái rồi chị Camu ơi. À, hôm nay khách mời đặc biệt luôn. Khách mời đặc biệt của team Good Team là có chị Camu. Chúc mừng chị Camu về được trong nhìn sắp nha. Ôi trời ơi, chị quan tâm gì đâu? Chị quan tâm là cái gì thật? Ở đây là đi và tí nữa vào kiểu đánh nhau các thứ là không quan tâm gái trai đâu chị nhá. Chị cứ cẩn thận. Wow. Mình nghe nó hơi tổn thương ta. Thì mình tí đánh nhau bây giờ này, đánh nhau to đầu luôn. Ok, thì con map này theo mình nhớ không nhầm là ở đây gái có đi rồi. À đây. Con map này có tên là TNT Run, chủ map là BMT Nos, tên face là Ngọc Sơn, tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, sống tại Đắk Lắk sinh năm 2003. Map TNT Run này là map thử xem ai là người sống sót cuối cùng. Ok. Map hoàn toàn được build bằng điện thoại. Ui ghê vậy tao ơi. Map này build điện thoại đấy anh em ơi. Ôi trời. Cái map này build điện thoại ấy nhá. Được vất nhờ. Chúc các bạn chơi map vui vẻ. Cấm ăn gian đấy. Nhớ nhá, anh luôn nhớ nhá. Cấm bám tường nghe chưa? Cấm bám tường nhá. Cấm bám tường. Ok ok. Rồi ok, bắt đầu này. Đây phổ biến được chơi này. Ê đây mọi người đây. Ở đâu mọi người đây. Đây phổ biến được chơi này. Cái map này là TNT Run, chị Camu chơi chưa? Chị Camu đã chơi chưa? TNT Run. Tôi chơi á, ôi. Thì đây nha, chị sẽ đi trên những cái khối mây. Nếu mà chị đứng quá lâu ấy, chị sẽ bị rơi xuống dưới. Rơi khi nào chết thôi. Ở dưới rất nhiều lava ở dưới luôn. Mà sơ qua thì hiểu không? Đúng rồi, chị ở chạy liên tục, đúng rồi. Rồi, đừng nghe Thịnh, nó dụ đấy. Ok, thì không nên thêm nhiều. Nói chung là chị phải chạy liên tục. Đúng rồi, nói chung là đứng, nghe mấy bóng bà xui dài đấy. Ủa gì vậy? Nói chung là chị cứ xuống đi thì biết. Xuống đi. Ok các bạn ơi. Cái map này là các bạn phải chạy liên tục nha. Các bạn phải đứng yên một chỗ là các bạn rơi đây. Ô kìa, ô kìa. Thằng Thịnh ăn gian kìa. Thằng Thịnh ăn gian kìa. Ném nó xuống. Rồi, giống Camu ấy, tao đứng trên này đỡ chết. Ơi, không có chuyện đâu chị. Trời ơi. Nó tị rơi hết à. Tí nữa cũng thụt xuống đấy. Ui, cái map này có cả vòng bo đấy. Này, khu an toàn mới được mở kìa. Có vòng bo kìa. Chị ca mùi núp rơi rồi. Xuống rồi, ok, xuống chơi cùng luôn. Đây, xuống. Ui, tôi, ấy, rơi tiếp rồi. Em rơi dưới tầng dưới rồi. Ui, khu vòng bo thu hẹp kìa. Chết thật. Em ấy xin tổn không? Ồ đúng rồi em chị. Không, cái này là ảo diệu hơn. Parkour bắp gì. Chúng ta đang chơi PUBG version mini world. Ồ nhưng mà công nhận mắt này xem vào điện thoại cũng lâu phết đấy chứ. Ngồi xem vào điện thoại cũng mệt đấy. Đủ mắt xem vào điện thoại. Ừ. Vẫn dùng được cái kiểu khối block kiểu sao nhỉ? Ừ đúng. Cứ sao thép ra được mà. Ơ nhưng mà tính ra em thua là chỉ con luôn á chị Camu. Em tất nhiên là thua người ta rồi. 2003 mà, 2003 là cũng trẻ đâu. 2003 là cũng ấy rồi, cũng lớn rồi. 16 tuổi rồi. 6 tuổi rồi. Tính ra là vừa nãy giờ một mình em vẫn đang ở trên đây. Vẫn ở trên tầng 1. Yeah. Bắt đời heo thì tưởng như tầng 1 kìa. Ê xuống đây này, đúng rồi, xuống đây đi. Chết rồi. Chạy nãy giờ là hơi căng, hơi toang ở đây. Tiếp thật. Nó xuống chưa đâu. Em xuống dưới rồi chị ơi. Cái tầm này bắt đầu parkour căng ở đây. À, trên đường. Muốn tiết kiệm diện tích, vừa chạy liên tục á, nó mất có một ô à. Thỉnh thoảng. Đúng rồi, thỉnh thoảng không để ý là toàn đấy. Ui, nhưng mà em bắt đầu thấy là diện tích đang dần thu hẹp ở đấy. Diện tích đang dần thu hẹp rồi. Mê. Nhìn đầu nè, chỉ có bụi. Thấy. Đầu cái gì ném cho rơi xuống bây giờ, vơ và vơ vẩn. Thịnh sẽ không kịp phản ứng. Vậy thì em phải ứng ở trên này càng lâu càng tốt. Game này đáng nghe ra ở trên càng lâu cũng tốt. Đây mình lại đi xuống dưới càng nhanh càng tốt. Này, để chỉ kể cho này. Nếu mà để ở trên càng lâu càng tốt ý. Không giết được người nhanh ý, vòng bo là khép là chết hết.
Hiểu chưa? Trời. Vòng bo nó khét mà. À thế à? Ừ đúng rồi chị, vòng bo nó khét thì ở trên ở dưới cũng thế mà. Thế bây giờ mình chơi đến lúc cả vòng bo cuối cùng luôn được không? Được luôn, duyệt, được. Chơi luôn. Xem nó bo kiểu gì, chị cũng đang thắc mắc kiểu ở trong. Ừ đúng em cũng đang thắc mắc này. Tí thằng thịt xác định, thằng thịt xác định ở trên cũng chết. Em ăn mà không tăng độ đói nào. Hả? Cái nào? Cái thịt bò á? Có mà, ăn thịt bò ấy ba, ăn thịt bò ấy, ăn bánh mì không tăng đói đâu. Trời ơi. Trời ơi, ăn có lê hồi mà, có hồi nè. Hồi như bình thường luôn. Hey. Phẩm kém rồi. Chắc là tôi đứng trên đấy. Đứng ở trên đều quá thế đấy. Bò nó thu thật kìa, để cam mùi đến cái phòng. Ui. Ơi. Tôi nhìn mấy chiếc nhầm cưới rồi. Nhìn ra cửa sổ là căng ấy, cửa sổ ngoài bên ngoài nhiều bò phết kìa. Ui. Vì xuống dưới hết rồi. Mọi người ở tầng 3 rồi, tầng 3, tầng 4 rồi. Wow, nhìn cái bo thu hẹp kìa. À đâu, đây hay là rô phá nhỉ? Hả? Em rô phá à? Ơ nhưng mà kể chị còn tưởng là nó kể là ra, bo. Đúng rồi, không, bo nó khép dần dần rồi nè. Uầy, bo nó sát rồi đấy chị ạ. Em đang nhìn thấy bo này. Em chủ phòng nhìn rõ bo hơn đấy. Chị thấy em còn kể ra xuống tầng mới nhất xong em đi vòng. Thế tụi ông rô lại kế hoạch gì đấy, mờ ám biết rồi. Anh phá từ vòng ngoài vô trong. What the hell? Ui. À, bo là cái vòng đỏ đúng không? Đúng rồi chị, đúng rồi đấy, nó khép rồi kìa. Ra vậy. Chị nhìn bản đồ có đó. Đó. Bây giờ mới nhìn ra bản đồ thế ạ, lúc nãy cứ nhìn mình chạy thôi. Ui, kiểu này là căng này. Có gì đâu mà còn lâu chị, nó khép từ đít rồi kìa. Nó còn 30 giây nữa nó khép kìa. 30 giây nữa là khép rồi. Em có đứng ở trên tầng 2 nè. Trời ơi, em cứ ở trên tầng 2 đi. Đúng rồi, tí bo khét vào là chạy tụt dép luôn. Anh em nói trên tầng 1. Này thì gáy. Nó cứ cùng thằng mèo béo rồi. Ừ. Anh em nói trên tầng 3, tầng 4 thì cẩn thận nha. Dưới tầng 5 tôi phá từng hết thôi. What the hell, ui. Ui, bo khét rồi chị. Cứu em, bo khét được từ đít rồi kìa. Bo được khét chân em rồi. Má, nhìn rồi, lại mắt dậy không? Chị cả mũi đứng chạy đấy, bo đốt. Bò đốt đây chị. Ui, bò đốt kìa. Ui. Anh đưa bò sau lưng anh kìa. Anh biết rồi. Cái này hay. Vậy cái vòng bò nó đốt tới đít rồi. Đây từ từ bắt đầu căng này, cái vòng bò nó bao phủ cả sàn đấu ở đây. Nó bắt đầu thu hẹp này. Ui, toang. Toang cực mạnh. Vê, bò nó phép rồi. Chết tật. Ghê, cứ chờ đấy, cao mùi sẽ phá hết ở đây. Em chạy sau lưng chị đây. Em an toàn nha. Phá rồi. Chết tật, bò nó phép rồi. Ui, các bạn ơi, bò nó khét từ điên rồi. Ui, rơi rồi. Ý, toang rồi. Cắn máu. Em chạy ra ngoài bò cắn máu. Chiến thuật mới. Rô cũng chết, xong rồi bây giờ đến ai? Chỉ còn hai người thôi. Ui, đừng, chiến thuật gì đấy? Tuy nhiên, Yes, thắng rồi. Ok, các bạn ơi. Rồi, béo đã chiến thắng rồi. Mê. Không nhớ là nó cắn máu nhiều lắm, nhưng mà sao ạ? Vừa ăn vừa hổ vẫn hổ máu đó. Đúng rồi, nhưng mà em đếm mà em vừa bo vừa đốt nên em vừa ném nó. Có cả cái bọc tuyết là ok các bạn ơi, vừa rồi là mình cùng chị Cam Mùi cũng như là anh Siro và Thịnh Tún đã hoàn thành con map TNT Run ở cửa, vừa TNT Run vừa chạy bo tiếp thật. ID map này thì mình sẽ để ở phần bình luận đường kim các bạn nhá. Các bạn coi xong video này thì map này hay và thú vị, đừng quên đến thư viện mini tải map của mình ấy các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.